everyone, welcome to the website tiengAnh.com. This is Mùi Trần, I am the English teacher of English Grade 9. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đến với website tiengAnh.com. Cô là Mùi Trần, là giáo viên tiếng Anh của khóa tiếng lớp 9. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Unit 1, Local Environment, Lesson 7, Looking Back and Project. Đây là bài học cuối cùng trong series bài giảng của Unit 1 rồi đấy. Vậy chúng ta còn chần chờ gì nữa? Hãy đón chờ xem bài học ngày hôm nay có những điều gì thú vị nhé. Number 1, write some traditional handicrafts in the word web below. Như vậy đây là word web, là một cái sơ đồ, mind map, tư duy, giúp cho chúng ta có thể liệt kê và nhớ các từ vựng liên quan đến chủ đề traditional handicrafts. Và ở đây cô có liệt kê là những có 8 cái nghề có thể gọi là nghề thủ công, làm bằng tay. Và chúng ta nếu biết thêm nữa thì chúng ta hãy bổ sung cho cái bản đồ tư duy của chúng ta đa dạng hơn và phong phú hơn nhé. Ví dụ như là paintings là vẽ tranh, poetry làm gốm, drum chấm silk, lanterns, conical hearts, lacquerware and marble sculptures. Đây là 8 từ vựng mà chúng ta đã học trong những bài trước rồi. Hãy bổ sung thêm cho cô để điền vào cái word web này các em nhé. Phần tiếp theo, complete the sentence, the second sentence in its pair by putting the correct form of the verb from the box into its blank. Như vậy nhiệm vụ của chúng ta đó là hãy điền đúng động từ vào những cặp câu phù hợp. Cô có từ động từ đầu tiên là carve là khắc, cast là chúng ta khuôn cho vào khuôn, weave là dệt, embroider, thêu, knit, đan và mold là đúc. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ cùng xem rằng 6 động từ này sẽ phù hợp như thế nào trong phần bài tập điền vào câu nhé. Đầu tiên, the artisan made this statue by pouring hot liquid bronze into the mold. The artisan blah blah blah, this statue in bronze. Như vậy là phần viết lại câu. Câu đầu tiên đó là người nghệ nhân làm nên cái tượng này bằng cách rót một hỗn hợp các chất lỏng vào trong một cái khuôn. Và chúng ta sẽ thử xem rằng đấy là loại động từ gì nhé. Câu thứ hai, I'm decorating a cloth picture with a pattern of knitting using colored threads. Như vậy, I'm blah 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 a picture. Đấy là một động từ vô cùng đơn giản. Khi nói về picture thì chúng ta biết đấy là động từ nào rồi đúng không nào? Number three, they made basket by crossing strips of bamboo across, over and under each other. Như vậy, họ làm cái rổ này bằng cách đan những cái thanh che với nhau trên và xuống, dưới và lên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc này là việc đan. Và không biết rằng từ đan là từ gì chúng ta vừa học nhỉ? Basket of bamboo. Number 4. My mom made this sweater for me from green thread by using two bamboo needles. Như vậy mẹ tôi đã làm cái chiếc áo sweater, cái áo len này cho tôi từ len bằng cách là lấy hai cái thanh nan tre và đan vào nhau. Như vậy ở đây cũng là một động từ đan áo len. Number 5. He made this flower by cutting into the surface of the wood. Anh ấy làm cái hoa này bằng cách là cutting into surface of the wood, là cắt ở trên cái bề mặt của cái thanh gỗ. Như vậy rằng anh ấy làm cái gì từ một động từ đằng trước từ flower. Tiếp theo, I took some day and used my hand to make it into a bowl shape. Tôi đã sử dụng một some clay and used my hands, và sau đó sử dụng tay của tôi để khiến nó trở thành có cái hình cái bát. Như vậy ở đây là chúng ta làm gì đó với clay into the design shape. Nhiệm vụ của chúng ta đấy là hãy tìm động từ thích hợp trong 6 động từ trên để có thể điền vào chỗ chấm 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 này theo cái phần cô vừa gợi ý và vừa dịch nhé. Chúng ta hãy dừng slide lại và hãy tự làm bài tập này trong vòng 3 phút và sau đấy hãy check đáp án cùng cô nhé. Are you finished? Vậy chúng ta thử xem chúng ta đúng được bao nhiêu phần trăm nhé. The artisan cast this statue in bronze. Cast, right? I'm embroidering a picture. Tôi đã thêu cái bức tranh này. Tại sao chúng ta biết được thêu? Bởi vì trang trí cái miếng vải với một bức tranh bằng cách sử dụng những cái sợi màu, chỉ màu sặc sỡ như vậy. Đây là từ thêu, embroidering. They weave the basket out of the bamboo. My mom knitted a wool sweater for me. Như vậy chúng ta có một cụm đó là knit the wool sweater, là một cụm đi liền với nhau, đó là đan. Knit the sweater, đan áo len. Next, he cut this flower from wool. Anh ấy khắc cái bông hoa từ gỗ. Vậy chúng ta có từ khắc là carve. Number 6, I molded the clay into design shape. Ở đây chúng ta đúc theo cái hình dạng thích hợp đúng không nào? Như vậy chúng ta có từ molded. Next,
Complete the passage with the words, phrases from the box. Như vậy chúng ta có các từ ở trong hộp và sau đây chúng ta sẽ lựa chọn những từ phù hợp nhất để điền vào các chỗ chấm ở trên đoạn văn. Last week we had a memorable trip to a new on the outskirts of the city. We were all blah 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 the trip. There are lots of wild animals and they are looked after carefully. Each species is kept in one compound and the animals look healthy. After we arrived at Animal John, we gathered on the big lawn at the back of the zoo. There were played some blah 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 games and sang songs. Then we had a delicious blah 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 prepared by Nga and Fern. In the afternoon, we walked to a nearby. There is a big collection of handicraft made by different villages. I'm sure that the zoo will be our new place of interest. Như vậy chúng ta sẽ điền các cái cụm phù hợp vào trong cái đoạn văn này. Đầu tiên là last week we had a memorable trip to a new là một cái địa danh nào đó ở ngoại ô. Và chúng ta để điền được từ zoo, chúng ta sẽ nhìn ở cái phần bên dưới này, chúng ta sẽ nhìn thấy nói rất nhiều về động vật và còn xuất hiện cả từ zoo nữa. Như vậy ở đây địa danh mà chúng ta điền vào sẽ là zoo, sở thú. We were all looking forward to the trip. Tất cả chúng tôi đều rất háo hức. Chúng ta có cụm là looking forward là mong chờ, háo hức đến chuyến đi này. After we look around Animal John, sau khi chúng ta có cụm, chúng ta nhìn thấy cụm around, chắc chắn ở đây không còn động từ nào khác mà từ look. Look around có nghĩa là quan sát xung quanh cái khu vực động vật. There were play some team building game. Chúng ta đã xuất hiện ở trong phần getting started có một phần hội thoại của các bạn trẻ, các bạn ấy đi thăm cái vịnh, cái đảo Cô Tô và chúng ta thấy rằng team building game là trò chơi tập thể đúng không nào? Delicious lunch prepared by Nga and Phương. In the afternoon we walk to the museum nearby. Ở đây tại sao chúng ta biết là museum, biết là bảo tàng nhỉ? Vì chúng ta đọc đoạn tiếp theo chúng ta thấy là big collection of handicraft. Có rất là nhiều cái đồ thủ công mỹ nghệ được làm từ các làng nghề khác nhau. Vậy chắc chắn đây là bảo tàng rồi, museum. Như vậy chúng ta nhớ nhé. Number 1, do. Number 2, looking forward to. Number 3, look around. Number 4, team building. Number 5, lunch. Number 6, museum. And number 7, craft. Okay, the next, rewrite each sentence so that it contains the phrase or verb. In the practice, you may have to change the form of the verb. Như vậy ở đây là dạng bài viết lại câu. Nhiệm vụ của các em đó là hãy đọc câu gốc xem ý nghĩa của nó như thế nào, sử dụng động từ ở trong ngoặc và viết lại câu sao cho nghĩa của câu không đổi. Vậy chúng ta sẽ cùng xem câu 1 ý nghĩa của nó là gì nhé. I don't remember exactly when my parents started this workshop. Tôi không nhớ chính xác khi nào thì bố mẹ tôi đã bắt đầu cái tiệm làm tiệm thủ công này. Như vậy chúng ta sẽ có cụm là start và nó cùng nghĩa với cụm setup. Vậy chúng ta viết lại câu như thế nào đấy để sử dụng setup sao cho nghĩa của câu không đổi nhé. Câu 2. We have to try harder so that our handicraft can stay equal with theirs. Chúng ta phải cố gắng rất là nhiều để cho những món đồ thủ công của chúng tôi có thể sánh ngang, ngang tầm với của họ. Và chúng ta có cụm keep up with là đuổi kịp, bắt kịp. Như vậy chúng ta sẽ viết lại câu Sam cho sử dụng cụm keep up with và vẫn khiến cho nghĩa của câu 2 không thay đổi nhé. Câu 3. What time will you begin the journey to Dalat? Chúng ta sẽ có ý nghĩa của câu này đó là bao giờ thì bạn sẽ bắt đầu chuyến đi đến Đà Lạt? Và ở đây cô có cụm set off. Set off có nghĩa là bắt đầu. Câu 4. We arranged to meet in front of the lantern shop at 8 o'clock but she never arrived. Chúng tôi đã sắp xếp là gặp nhau trước cái cửa hàng bán đồ đèn lồng vào 8 giờ nhưng cô ấy không bao giờ đến. Và cô có cụm không bao giờ đến, nó tương ương với cụm arrive là cụm có mặt. Nó tương đương với cụm turn up. Thật vậy, thay vì nói she never arrived, chúng ta nói là she never turn up. Câu 5. The artisan in my village can earn enough money from basket weaving to live. Có nghĩa là những người nghệ nhân ở làng của tôi thì có kiếm đủ tiền để sống từ cái việc đan rổ. Như vậy chúng ta có từ live on là sống dựa vào đâu đó. Ok, hãy dừng slide lại một chút, viết lại bài này, làm bài tập này và cùng nhau check đáp án với cô để xem rằng chúng ta đúng chính xác bao nhiêu câu nhé. Các em finish chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài nhé. Câu 1. I don't remember exactly when my parents set off this workshop. Như vậy cô có nói rằng chúng ta sẽ thay từ set off cho từ start vì đây là hai từ có ý nghĩa tương đương. Và viết lại câu này thì vô cùng đơn giản và không có gì khó khăn đúng không nào? Câu 2. Chúng ta sẽ có là we have to try harder so that our handicrafts can keep up with there.
Như vậy chúng ta có thể thay cụm là stay equal with, có nghĩa là ngang bằng, thì chúng ta để là cụm keep up with là đuổi kịp, hai nghĩa có ý nghĩa tương đương đúng không nào? Câu 3, what time will you set off for Dalat? Thay vì nó là begin your journey to thì chúng ta có thể dùng cụm là set off for. Và nhớ cho cô từ set off là khởi hành và nó đi với giới từ for các em nhé. Câu 4, we arranged to meet in front of the lantern shop at 8 o'clock but she never turned up. Như vậy chúng ta có ý nghĩa câu này là gì? Chúng tôi sắp xếp để gặp nhau trước cửa hàng đèn lồng vào 8 giờ nhưng cô ấy không bao giờ có mặt. Vậy chúng ta có cụm turn up, never turn up bằng never arrived. Câu 5, the artist in my life can live on but he's willing. Như vậy thì những người nghệ nhân ở trong cái làng của tôi có thể sống dựa vào nghề đan rổ. Chúng ta có cụm sống dựa vào live on. Ok, bài học của chúng ta đến đây là hết rồi các em. Thank you for your attention và hãy nhớ làm bài tập về nhà website tiếnganh.com để nâng cao thêm kỹ năng tiếng Anh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.